tử vi về nhân tướng học xem chỉ tay. Về những ai mà có những dấu hiệu này trên bàn tay thì trời định sẵn bạn có số hưởng tiền bạc chất như núi. Về theo quan điểm về nhân tướng học, khi nhìn bàn tay ở phụ nữ thì có thể biết được về vận mệnh, giàu sang và sung sướng của mỗi người. Thứ nhất là nếu ở cuối ngón tay cái có những đường vòng tròn, nó nối đuôi nhau mà tạo thành một chuỗi dài, thì đó gọi là đường chỉ tay nhẫn gia tộc. Và những người mà có những dấu hiệu này thì sẽ sống sung sướng, hưởng thụ cả đời nhờ vào phúc đức từ gia đình cha mẹ, có thể là gia đình của mình hoặc là gia đình bên vợ. Nhưng tuy nhiên thì bạn phải cẩn thận với cái miệng lưỡi ở thế gian vì sự ghen ghét của những người xung quanh. Về thứ hai là cũng nằm ở cuối ngón tay cái mà có đường cổ cồn trắng. Nó bao gồm hai đường vòng cung mà chạy song song, nằm vắt ngang phần bắp thịt, thì đây là một dấu hiệu của người có tố chất lãnh đạo và có tài năng xuất chúng. Thường là người đứng đầu trong nhiều lĩnh vực và khó lòng chịu thua kém ai. Họ là những người rất dễ đạt được mọi thành công trong cuộc sống nhờ vào tài năng và kiên trì nỗ lực của mình. Thứ ba là trong thuật xem chỉ tay, chữ M có nghĩa là tiền bạc và tài sản. Nếu ai có một bàn tay có hình chữ M trong lòng bàn tay thì họ là những người rất giỏi kiếm tiền và có một cuộc sống dư giả đáng mơ ước. Không những thế, may mắn có thêm một đường chỉ song song với đường sinh đạo thì còn gọi là đường quý nhân phù trợ, thì người này suốt đời hưởng vượng khí chất may mắn và song hành. Thứ tư, cái gọi là hình dạng nguyên bảo là gần giống như một hình thang. Những ai mà có một bàn tay có đường chỉ như một hình thang dạng này, đây là những đường chỉ kẻ nhỏ trong tay. Nếu như có thể kết hợp thành một dạng hình thang, hơn nữa nó còn kín lại, thì điều này nó nói lên rằng bạn đang sở hữu một kho bạc lớn. Nó tượng trưng cho lượng tài chính dồi dào, rất nhiều tài sản như nhà cửa và xe hơi. Về thứ năm là đường chỉ tiền tài. Nó nằm giữa ngón tay áp út và ngón tay út, thì đa phần mọi người đều có đường chỉ tay này. Với những người mà tài vận nhiều thì sẽ xuất hiện nhiều những đường chỉ tay tiền tài hơn người bình thường, hoặc là thô dài và rõ ràng. Bản thân họ không chỉ gặp may mắn trong tiền bạc mà cũng dễ dàng gặp được một nửa tương lai là một người có khả năng kiếm tiền rất tốt. Về thứ sáu là đường chỉ tay tình duyên, nó chạy dài, nghĩa là người này có hôn nhân rất hạnh phúc và đầy đủ. Bạn sẽ lấy được người chồng giàu có và tài năng, rất giỏi làm ăn kinh tế, luôn biết chăm lo cho gia đình và rất yêu thương vợ con. Về thứ bảy là người có ngón tay dài, toàn bộ một bàn tay trông mảnh mai, dài và thon. Với những người này, về mặt tài vận thì thường không bao giờ phải làm những việc nặng nhọc, lao động với chân tay. Họ thường làm những công việc có mức thu nhập cao và những nghề nghiệp nhẹ nhàng, thoải mái. Đồng thời, họ thích chi tiêu và tận hưởng một cuộc sống của mình. Thứ tám là về thông thường, người ta chỉ có một đường chỉ tay trí tuệ ở trong lòng bàn tay. Nhưng nếu ai may mắn mà sở hữu hai đường, đây thì người ta thường gọi là đường chỉ tay song trí. Vì người đó là một thiên tài bẩm sinh, là người có một trí thông minh hơn người. Việc gì họ làm cũng giỏi hơn người khác và luôn thành công hơn người khác. Vấn đề duy nhất của họ là sự tập trung. Về thứ 9 là nếu một người mà nắm tới 3 đường chỉ tay vận mệnh trong lòng bàn tay thì theo nhân tướng học cho rằng đây là một bàn tay mà người ta thường gọi là đường vân sủng ái, thì cuộc đời của người này luôn nhận được sự yêu mến và luôn được người khác giúp đỡ hết mình. Người này có một cuộc sống trong công việc luôn gặp được quý nhân phù trợ, vì vậy người này rất thuận lợi đủ đường trong cuộc sống, kể cả công danh sự nghiệp, và sự nghiệp của người này thì lại
thênh thang rộng mở. Có điều họ thường gặp những khó khăn trong việc và tự mình phải đưa ra những quyết định để tự mình giải quyết. Thứ 10 là người có bàn tay đầy đặn và hồng hào. Ai có bàn tay như thế này thì không chỉ thành công trong sự nghiệp mà đường tài vận cũng rất tốt. Đa phần thì họ đều có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và mỹ mãn, chồng rất giỏi kiếm tiền. Nếu người có bàn tay mà xỉn màu thô ráp thì là người có số vất vả, phải dựa vào bản thân mới kiếm được ra tiền. Về 11 là đa phần những nốt ruồi trên bàn tay đều được coi là nốt ruồi may mắn. Nếu ai mà có nốt ruồi trong giữa lòng bàn tay thì đây là một dấu hiệu, nó đại biểu cho sự thông thái và giàu có. Với những người mà có nốt ruồi giữa lòng bàn tay đều là người rất thông minh và có số sướng, rất dễ dàng tìm được người chồng hoặc người vợ tốt. Về 12, người nào mà nắm chỉ tay mà hình con cá trong lòng bàn tay, còn gọi là đường chỉ tay mắt cá, thì coi như là nắm chặt phú quý, tài lộc trong tay vậy. Đây cũng là một trong những đường chỉ tay rất hiếm. Vì vậy, ai sở hữu nó được xem là dấu hiệu trời ban, đường công danh của người này cực kỳ rộng mở. Có điều là những người này hay suy nghĩ một cách nóng vội và hấp tấp, nên rất dễ hỏng chuyện. Về 13 là về đường minh tinh, nó là một dấu hiệu những thành công, bất kể là xuất phát về điểm thấp đến đâu thì những người này cũng có thể là thông minh nhưng rất khôn ngoan và kiên trì, biết cái gì tốt là lợi cho mình, lại có một tố chất lãnh đạo và biết tạo dựng các mối quan hệ tốt với những người xung quanh, nên những người này làm việc gì cũng thuận lợi. Về 14 là nếu trong lòng bàn tay bạn mà xuất hiện dấu hiệu này, nghĩa là bạn rất may mắn trong chuyện hôn nhân. Nếu là nữ giới, nghĩa là bạn sẽ cưới được chồng như ước muốn và tận hưởng một cuộc sống giàu sang phú quý. Có nghĩa là trong lòng bàn tay bạn có hai đường chỉ tay hôn nhân chạy song song. Và các bạn thân mến, dưới đây là phần 2 của nội dung bài viết trong ngày hôm nay. Về những dấu hiệu trên bàn tay cho biết bạn có tài trong việc kinh doanh hay không. Với những nhà kinh doanh hay buôn bán lớn thì thường có đôi bàn tay vuông. Với những người có ngón tay nhẵn nhụi thì sẽ giỏi và tổng hợp. Với những người mà ngón tay trỏ thẳng là người có tài trong việc chỉ huy. Với các đốt ngón tay thon dài là những nhà kỹ nghệ lớn, giàu và đa phần đều có đốt ngón tay thứ hai thon và rất dài, nhất là đốt thứ hai của ngón tay út. Người nào có đốt thứ hai ngắn và mập thì là người có bụng dạ hẹp hòi, thường là người gặp khó khăn trong việc làm ăn và buôn bán. Về thứ hai là khớp giữa ở đốt thứ hai và đốt thứ ba của các ngón tay đều rất to. Đây là những người làm ăn buôn bán rất lớn và những nhà đầu tư rất giỏi đều có dấu hiệu này trên bàn tay. Bên cạnh đó, với những người mà có dấu hiệu này trên bàn tay đều là người có khả năng tính toán, biết cách sắp xếp và tổ chức tổng hợp các vấn đề. Nếu bàn tay lại có đốt thứ ba to thì lại là những người tính toán chi li và khá ích kỷ. Về thứ tư là người có dấu rùa vàng ở gò thủy tinh theo hình minh họa dưới đây. Với những người mà có dấu hiệu này thì sẽ giàu có vì chuyện buôn bán. Với những người mà trong lòng bàn tay có dấu hiệu rùa vàng này thì thành công lớn trên thương trường hoặc là sẽ trở thành nhà kỹ thuật hay luật gia rất nổi tiếng. Về thứ sáu là người có đường vòng cổ tay, nó vòng lên gò kim tinh. Với những người mà có bàn tay có dấu hiệu này thường là người có sự nghiệp thành đạt nhất là trong lĩnh vực về kinh doanh. Về thứ bảy là người có lòng bàn tay có hình tam giác ở gò thủy tinh. Với những người mà có dấu hiệu này ở trong lòng bàn tay là người có khả năng về ngoại giao và buôn bán rất tốt. Về thứ tám là các đốt ngón tay tròn trịa và đầy thịt. Đây là một trong những dấu hiệu của người rất hiểu biết và có nhiều năng khiếu trong việc buôn bán và dành về công nghệ. Về thứ 9 là gò thủy tinh, nó ngả về cạnh bàn tay, thì đây cũng là một trong những dấu hiệu
người có đầu óc thực hành và thành thạo trong việc buôn bán và công nghệ. Về thứ 10 là người có gò thủy tinh trúng xuống so với cạnh bàn tay. Người này thì thường không gặp may mắn nếu kinh doanh hoặc là buôn bán. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất.